Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel T Game. Ok, anh em chúng ta lại gặp nhau ở combo vượt thời đại. Và hôm nay anh em chúng ta sẽ đi review cái con Katuru nha anh em. Cái tên tiếng Anh khó đọc vãi anh em ạ. Theo cái vốn từ vựng tiếng Anh của mình thì mình chỉ biết đọc nó như vậy thôi. Anh em thấy cái độ hoành tráng nè. Hiện tại con này ở trong shop danh vọng thì nó 35k nha anh em. 35k danh vọng. Và anh em cũng có thể biết là cái của nợ này. Cái con của nợ này thì mình phải để tầm 15 ngày nè. 15 ngày cày danh vọng thì mới mua được nó. Con còn hưu nó còn cao hơn nữa. Con hưu tới hơn 20 ngàn lận. Hơn cái con hóa thạch này tới 20 ngàn lận. Nên mình đã quyết định mình lên con hóa thạch Katuru này trước. Ok. Về cái phần ngoại hình thì như anh em có thể thấy. Ồ, khá là hổ đúng không? Này coi con này là con gì ta? Con này là hình như con heo gừng anh em ạ. Con heo gừng. Con heo gừng mà đằng sau nó có hai cái giống như ống phân lực anh em thấy không? Về cái thiết lập ngoại hình này của nó thì nó cũng khá là mắc cười chứ. Coi. Anh thấy không? Nhìn nó cũng hơi hư cấu á. Heo gừng mà có sừng đồ này nọ nữa. Nhưng mà được cái cưỡi là nhìn nó to vãi anh em. Nhìn nó chạy có vẻ hay mệt mệt với nó luôn á. Và anh em thấy nó đáng đồng tiền không? Đáng đồng tiền khi mình đổi nó không? Thực sự mà nói về cái vấn đề mà đổi bét đổi thú đổi chuyện đó, thì mình nghĩ là cái nào cũng nên lên đi là tốt nhất. Cứ có điều kiện cứ lên, thay vì mình đợi 20 ngàn nữa mình mới đổi con hưu thì thôi mình đổi cha nó, đúng không anh em? Để cho nó lên được xíu. Này, giống như cái con Katuru này thì cái kỹ năng ở đây, kỹ năng của nó khi mà tấn công người chơi có 10% xác suất bỏ qua 30% phòng ngự mục tiêu. Ok, nó chỉ có 10% thôi, nhưng mà anh em biết rồi đó, càng lên cao thì những cái số mà phần trăm này dù 1% thôi nó vẫn là rất tuyệt vời, nên mình nghĩ cứ mua nó thôi. Đơn giản mỗi con nó có một cái tính năng riêng, mỗi con có một kỹ năng riêng đặc biệt về cái con đó. Vốn dĩ là nó vậy mà, không con nào dở cũng không con nào giỏi cả. Này, cũng giống như mỗi lớp nhân vật thôi. Này. Và anh em cũng có thể biết là cái vấn đề bỏ qua phòng thủ này là rất ngon lành, là mình sẽ bèm đối thủ khá ngon ha, khi mà đối thủ không có cái phòng thủ nữa đó. Em thấy ngầu không? Ở cái con này không phải con heo gừng anh em ơi, cái con này phải gọi là con gì đó ta? Kệ bà đi, miễn nó là con được rồi, là con cỏ kỳ. Nhưng mà đấy anh em thấy không, mình đã đổi con sói nè, con sói mình đã đổi luôn nè, con sói 25k danh vọng nè. Mình mua con ngựa ở cái shop điểm nè đấy, còn con này thì nạp mới có anh em. Nói chung là mình cố gắng mình sẽ đổi hết nè, khi mình đổi được cái gì mình cứ đổi đấy. Tuy là nó có những cái chỉ số thí dụ là theo mà về cái hệ đánh hoặc là hệ thủ thôi, đại loại vậy, nhưng mà mỗi con nó có cái hay riêng. Vậy mà cái việc mà nên lên hay không, mình nghĩ nên lên tắt cái này mà tốt nhất là cứ lên tắt. Cái con này nó có cái sừng màu tím mộng mơ, màu tím mộng mơ này mà. Sau khi trải nghiệm nó thì 2-3 ngày nay thì mình cảm giác cũng thích. Nói chung là mình cởi được con thú mới cũng cảm giác nó thích anh em à. Nó vừa thích mà nó vừa cảm giác nó mạnh mạnh được xíu à. Nó có những chỉ số về con tò kỳ đó đó. Thì mình cảm giác nó cũng mạnh mạnh được xíu anh em à. Đấy. Okay. Trong cái shop nhanh vọng thì cái phần tò kỳ rồi mình chỉ còn mỗi con hưu thôi. Đấy. Ý là mỗi con tuần lộc nè. Đấy, nước mắt tuần lộc. Đấy. Con này nhảy cho tưng mắc cười. Có nhiều anh em thì để dành tới 255k luôn để mà mua con này. Nhưng mà mình nghĩ là phải đợi thêm cái chục ngày nữa để mua nó thì thôi. Tốt nhất mình lên con này trước. Lên con hóa thạch Katuru trước. Cho nó mạnh ở thời điểm của mình để mình dễ đi trai đồ này nọ hơn. Chỉ còn mình đợi 10 ngày nữa thì nó lâu quá anh em. Đấy.
Còn ý kiến anh em như thế nào hãy để lại comment bên dưới nha. Đấy, theo mình nghĩ thì nó khá thích hợp, khá thích hợp để mà lên thôi, không có gì phải khó khăn cả. Ôi, không có cuốc nào mà tím tím vào cướp một phát anh em ơi. Hết nhiệm vụ luôn á. À, đã thức tỉnh. Hôm qua đi hết mà 3 lần rồi. Nay nó hồi là 3 lần. Hiện tại lực chiến của mình đi được tới đây anh em. À, đi được tới màn 6 rồi. Không biết anh em như thế nào. Chứ mình mới tới đây thôi. Bìm nó. Trời nó. Anh em cứ để ý mà xuống tới 45% mà nó hơn nửa cái máu là ngon. Vậy là quá ngon rồi nè. Vậy là khả năng ăn rất nhiều. Đợi hồi máu ngon nữa là lụm mà anh em. Ê, bảy nha. Lên, lên, lên. Ừ, ngon, 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 ngon. Có vậy chứ. Hồi phát một nguyên cái máu anh em. Ok, tiếp tục luôn nè. Lỡ chơi, dân chơi đâu sợ gì nữa. Đấy. Mỗi ngày có 3 lần thôi. Ở trong cái mà thử thách dũng sĩ này có nhiều con á, anh em cứ đánh đại đi. Ví dụ đánh 5 lần không được, 10 lần không được. Thế nào nó cũng được à. Nhưng mà anh em phải biết liệu sức mình nha. Ví dụ anh em nhìn ở trên cái móc trên kia đó. Nó xuống tới 45 giây á, mà nó hơn nửa cây máu thì ok. Với lại anh em coi cái ống máu của mình á, nó giật như thế nào nữa, nó có bơm nổi hay không nữa. Chứ nó đánh mà tụt không cũng như không, mình cũng không vượt ai nói. Lên nào, lên. Trời ơi. Nó bơm lên phát 50% là lụm anh em. Nè nó. Làm sao nó có thể làm lại. Cuộc đời là những chuỗi ngày thất bại mà. Có thất bại cũng có thành công chứ. Ok đúng không anh em? Chiến đó nè. Hồi mạnh mẽ lên nào. Mạnh mẽ lên nào bạn ơi. Mạnh mẽ lên. Hồi lên. Ê chà. Hồi lên nguyên cây mới ngon. Chết à. Rồi thất bại luôn. Nó nhiều cái nó cũng âm binh lắm anh em mà. Nó tính theo cái kiểu gì không biết mà nhiều lúc nó cũng âm binh thấy mẹ luôn á. Coi lần này thử coi được không nha. Chiến thôi. Ở trong cái mà thử thách dũng sĩ này mình quải nhất là mấy con mà nó làm chó nè, nhiều lúc tức đó nha, tức thôi rồi cứ đánh cái chó cái đánh cái chó cái. Ôi trời, đánh hút máu dưới rồi. Có khả năng, nói chung là khả năng mình ăn con này là dư sức, còn tùy vào độ đẹp tay anh em, chứ thực sự là ăn được, chắc chắn ăn được con này, không thành vấn đề đối với mình. Chỉ cần hồi máu ok là lụm à. Hồi lúc nào cũng full full cái máu là thấy là lụm lúa. Còn không gần cuối cuối cứ hồi lên full cây là được. Hồi lên nào. Lên. Lên đi, giờ lên là vừa đó. Không kịp anh em à. Này. Làm thêm một lần nữa. Không được thì chút mình vô mình đánh sao. Chắc chắn là sẽ được, chắc chắn con này ăn được 100% luôn. Hồi máu là ok là lụm rồi. Đấy. Hồi phi có đó chứ. Hồi lần full cây chứ. Ui, ui. Ờ, ngon ngon rồi, ngon rồi. Lâu lâu quá ta. Rồi tính ra mình hồi nguyên cây mà nó bêm lại, ngon lành. Ủa? Kìa. Vậy mà nó cũng rớt xuống dưới 50% máu này. Hơi bị tức à. Bực cái mình. Ê, em bé anh em ơi. Vô hốt em bé phát. Khứa này đặt tên bố già. Giống như tên trong top 1 ở server 6 luôn em. Rồi, ok.
Đấy là những gì mình đề cập tới con Katuru à. Để cho anh em xem lại cái top lực chiến ở server 6 luôn nha anh em. Đây. Hiện tại ặc bố già hôm bữa mình review rồi, bữa nay là lên lực hơi bị cao rồi. Lên gần cả 1 triệu rồi. So với những top còn lại. Khoảng cách nó hơi khá xa anh em. Nói chung lên khoảng cách này cứ giữ vững phong độ là cứ nằm top miết thôi chứ. Còn cái top của mình top thứ dữ là top tới 52 luôn. Nên em không cần phải suy nghĩ gì đâu. Ok, mình một người review. Nói chung là mình thích trải nghiệm và chơi theo cái hướng mà từ từ cày cuốc anh em mà. Dạng chơi kiểu mà mình phải tìm tòi học hỏi đâu này nọ thì mình thích chơi cái được kiểu đó. Mình không có nói gì vấn đề nạp hay không nạp nha. Anh em tùy cách chơi từng người thôi. Nạp hay không nạp gì cũng được, miễn chúng ta chơi vui vẻ được rồi. Thôi được rồi, mình sẽ kết thúc video đây. Chúc anh em một ngày thật là vui vẻ. Anh em có ý kiến gì con Kantuturu này thì anh em để lại comment bên dưới nha. Ok, xin chào.